Bao giờ trở lại đồng Bương Cấn, về núi Sài Sơn ngó lúa vàng, sông đáy chậm nguồn qua Phú Quốc, sáo diều khuya khoắt thổi đêm trăng. Các bạn thân mến, đó là bốn câu thơ được trích trong bài Mắt Người Sơn Tây của nhà thơ Quang Dũng. Giáo sư Phong Lê đã nói về nhà thơ Quang Dũng là chưa ai khác ngoài ông, cho đến hôm nay, kể cả Tàn Đà, đã tạo nên được một sự sống rung động đến thế cho xứ Đoài nhiều mây trắng của quê hương ông. Con đường qua Cầu Giấy đến với xứ Đoài nhờ thơ ông mà trở nên thơ mộng hơn, mỹ lệ hơn và cũng lưu luyến hơn. Là một người đa tài, làm thơ, viết văn, vẽ tranh, làm nhạc và trong lĩnh vực nào cũng có những thành tựu đáng kể. Nhưng đôi khi Quang Dũng vẫn được nhắc đến như là một nhà thơ của hiện tượng thơ một bài, nhà thơ của Tây Tiến. Bài thơ đã được chọn vào giảng dạy trong giáo trình trung học phổ thông. Kỳ thực tác phẩm của Quang Dũng, thơ hay là văn xuôi đều biểu hiện một cá tính, một phong cách rất nghệ sĩ và độc đáo. Tuyển thơ văn Mắt Người Sơn Tây do Nhã Nam và nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành được giới thiệu nhân Ngày Thơ Việt Nam diễn ra vào ngày 5 tháng 2 vừa qua. Mắt Người Sơn Tây được Trác Phong tuyển chọn ghi dấu một chặng đường dài của nhà thơ Quang Dũng với tất cả là 61 bài thơ và 4 bài bút ký. Ngoài ra, cuốn sách còn chọn lọc một số thủ bút và ảnh liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của nhà thơ Quang Dũng nhằm giúp độc giả hiểu rõ hơn về con người tài hoa này. Quang Dũng tên thật là Bùi Đình Diệm. Ông sinh năm 1921 tại làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng, Hà Tây, nay là Hà Nội, và mất vào năm 1988. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ trước khởi nghĩa tháng 8. Sau năm 1954, ông làm việc tại báo Văn Nghệ rồi chuyển về nhà xuất bản Văn Học. Năm 2001, ông được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Trong cuốn tinh tuyển Mắt Người Sơn Tây dày 246 trang này, một lần nữa, những thi phẩm được đánh giá là tuyệt tác của Quang Dũng lần lượt được nhắc lại, đó là Tây Tiến, Đôi Bờ, Đôi Mắt Người Sơn Tây. Trong đó, vượt qua ranh giới cảm xúc kiểu thơ mới, Tây Tiến có thể coi là một bài thơ có phẩm chất thẩm mỹ kỳ lạ nhất trong thơ thời kháng chiến 9 năm. Mà vượt được qua cái ranh giới ấy chính là vượt qua sự quen thuộc để đóng góp cho nghệ thuật một cái mới. Các bài thơ này chiếm được sự ái mộ của rất nhiều người và nhiều thế hệ. Những rung động, xúc cảm trong câu chữ, giàu hình ảnh, tiếng nhạc ấy đã được các nhạc sĩ chọn làm phổ nhạc. Chẳng hạn như là nhạc phẩm Đôi Mắt Người Sơn Tây của Phạm Đình Chương là phổ nhạc từ lời thơ của Mắt Người Sơn Tây và Đôi Bờ, Tây Tiến, Phạm Duy phổ nhạc, Kẻ Ở thì được Cung Tiến phổ nhạc. Cá biệt có bài Em Mãi Là Tuổi 20 có tới 3 nhạc sĩ phổ nhạc khác nhau, đó là Phạm Trọng Cầu, Việt Dũng, Khúc Dương. Em mãi là 20 tuổi, ta mãi là mùa xanh xưa, những cây ổi thơm ngày ấy và vầng hoa ngâu mưa thu, tóc anh đã thành mây trắng, mắt em dáng thời gian qua. Cùng với màu tím hoa sim của nhà thơ Hữu Loan trở thành cảm hứng cho các nhạc sĩ Dũng, Trinh, Phạm Duy, Anh Bằng, Duy Khánh sáng tác, Em Mãi Là Tuổi 20 của Quang Dũng là những trường hợp không nhiều trong thi ca của Việt Nam. Khác với nhiều văn nghệ sĩ, Quang Dũng ít quan tâm đến cách tân hình thức, không chủ trương tạo sự cầu kỳ rắc rối ngôn từ, nhưng thơ ông vẫn trẻ, vẫn mới. Ông bắt đầu làm thơ từ năm 16 tuổi với bài Chiêu Quân. Các bài thơ tình kế tiếp đó là Cố Quận, Suối Tóc, Buồn Em Ấm, những bài thơ rội lên trong thời kỳ từ năm 1947 đến năm 1951, đủ làm nên một tên tuổi. Về sau, chặng thơ từ năm 1957 đến đầu thập niên 60 của ông thường buồn trong hoài niệm, lặng lẽ và thấm thía. Như Bùi Giáng đã nhận xét, thơ Quang Dũng hiện ra tại chỗ tranh vênh bát ngát và thê thảm nhất trong lịch sử con người. Nó chỉ đạm nhiên và thống thiết khơi rộng khoảng trống vắng để cho mọi vấn đề được nhận định và tìm lời giải đáp. Biết tới một Quang Dũng hào hoa, hùng tráng với Tây Tiến hay là Mắt Người Sơn Tây, nhưng có lẽ là không ít người biết rằng nhà thơ Quang Dũng cũng có viết văn xuôi và ký. Chàng thi sĩ xứ Đoài mây trắng là mấy,
có một tập truyện ngắn Mùa Hoa Gạo xuất bản vào năm 1950 và hàng loạt tập bút ký, truyện ngắn, ký sự. Ở mảng này thì có thể nói Quang Dũng có một tâm hồn giàu có và thực sự rất là ấm áp. Thế nhưng cho đến nay vẫn chưa thực sự có nhiều công trình nghiên cứu và đánh giá đúng mảng văn xuôi của ông. Tinh tuyển thơ văn Mắt Người Sơn Tây có thêm một dẫn chứng về sự kết tinh giá trị nghệ thuật trong văn học, là văn liệu quý giá cho độc giả yêu văn thơ Việt Nam nói chung, cũng như là các tác phẩm của nhà thơ Quang Dũng nói riêng. Lời giới thiệu cho cuốn tuyển tập được Vũ Quần Phương viết không chỉ là với tư cách của một nhà thơ, nhà nghiên cứu, mà còn là một độc giả yêu thơ Quang Dũng từ trong máu thịt. Quý vị thính giả thân mến, thời gian đã làm đúng cái phận sự của mình, sàng lọc và chứng minh để tìm được chỗ đứng xứng đáng cho các tác phẩm văn học của ông. Những án thơ như là Tây Tiến, Mắt Người Sơn Tây từng một thời bị coi là những thứ thơ ủy mị, tiểu tư sản, nhưng đến nay người đọc đã và ngày càng quý trọng cũng như là đánh giá đúng giá trị của nó. Mắt Người Sơn Tây do Nhã Nam liên kết với nhà xuất bản Hội Nhà Văn Ấn Hành và hiện nay có giá bìa là 70.000 đồng một cuốn.